Cửu gia lợi hại như thế thì chắc chắn là đã nắm giữ được mọi thông tin về tôi rồi. Hạ Sinh Ca. Việc này nếu đã bắt đầu thì cô không thể quyết định được lúc nào sẽ kết thúc, rõ chưa? À, được, chúng ta thành giao. Hình như tay của Cửu gia đang run, hay là mình cảm giác lầm? Give me five. Mình có điên không vậy? Mà lại để cho đại lão làm loại động tác ngây thơ như thế. Khách sạn. Thế thì tôi đi đây. 12 giờ trưa mai, tầng 2, phòng 5. Tôi sẽ chờ ngài ở đấy. Hạ tiểu thư, xin chờ một chút. Cấp bậc của khách sạn Kim Bích Hoàng Huy Hoàng có chút thấp. Cô xem có thể đổi khách sạn khác không? Với lại lễ phục của cô. Không, phải ở Kim Bích Huy Hoàng. Cũng chỉ có thể ở Kim Bích Huy Hoàng. Tôi nói rồi, không phải là tôi muốn đính hôn. Tôi chỉ là thiếu một vị hôn phu. Anh Tuấn xuất sắc, tuyệt thế vô song như Cửu gia để nở mày nở mặt mà thôi. Được, được rồi. Thế thì tôi đi đây. Tiệc đính hôn có nên mặc áo cưới? Hả? Đại boss của tôi ơi, có phải lễ cưới đâu. Nước C. Ngủ ngon. Reng reng. Alo. Alo, anh đang ở đâu thế? Mặc dù em không thích đồ phế vật Sanh Ca, nhưng dù sao thì hôm nay cũng là lễ đính hôn của anh và cô ta mà. Anh là chú rể mà không đến thì không hay đâu. Lễ đính hôn nào? À, anh nói hôm nay anh sẽ đính hôn với đồ quái dị nhà họ Hạ mà. Anh đã nói với cô ta là hoãn lễ đính hôn lại rồi mà. Hả? Cô ta chẳng nói gì cả. Chẳng lẽ cô ta cứ nghĩ rằng tổ chức lễ đính hôn là anh sẽ trở về? Mặc kệ cô ta, dù sao thì cô ta cũng không phải là người của cố gia chúng ta. Không ngờ Hạ Sanh Ca cũng mua có chút mưu mô. Được rồi, hẹn gặp lại. Không ngờ cô ta lại muốn dùng lễ đính hôn để ép anh tôi trở về. Cố đại ca nói như thế nào? Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện cố đại ca lại thích đồ con riêng xấu xí đó. Cô ta tưởng rằng có thể từ chim chỉ biến thành phượng hoàng, tiếc rằng chỉ có một cuộc điện thoại của Nhược Linh là anh ấy sẽ bỏ lễ đính hôn với cô ta để đi nước C, ha ha ha. Đi nào, để xem khi biết anh tôi không đến thì cô ta sẽ có vẻ mặt như thế nào. Ha ha ha. Không ngờ cô ta còn thuê cả vệ sĩ nữa, không được vào. Dám cản tôi, các anh có biết tôi là ai không hả? Hạ Sanh Ca chỉ là con của Tiểu Tam, chẳng lẽ cô ta lại dụ dỗ nam nhân nào rồi? Đồ xấu xí như cô ta thì một đêm đáng được mấy xu chứ? Đừng nói nữa, làm sao? Cho cô ta vào đi. Vâng. Hừ. Cạch. Cố Dung Dung, cô mắng tôi và mẹ của tôi cảm thấy sướng miệng lắm phải không? Cô là Hạ Sanh Ca. Không có khả năng. Hạ Sanh Ca không giống như thế này. Thế theo cô thì tôi phải như thế nào?
Hạ Sanh ca phải xanh xao gầy gò, không có gì đặc biệt chứ. Như này còn hơn cả minh tinh. Không có khả năng. Hạ Sanh ca, cô nghĩ ăn mặc trang điểm như hồ ly tinh thế này thì anh của tôi sẽ trở về đính hôn cùng với cô à? Cô có muốn biết tại sao tôi lại không hủy bỏ lễ đính hôn này không? Bởi vì... a à. Hạ Sanh ca, cô định làm gì? Tôi cảnh cáo cô. Cô dám động vào tôi thì sau này cô đừng hòng bước chân vào Cố gia. Tôi ấy à, dạo này tôi rất không muốn nghe thấy những lời vũ nhục mẹ của tôi. Mẹ của cô chỉ là một tiểu tam mà thôi. Cô chỉ là đồ con hoang. Soạt. Lông mi của mình. Hừ. Soạt. Á, à, không còn lông mi nữa rồi. Run run. Tiếp theo là cô dám? Có gì mà không dám? Uhuhu. Không. Nào, tiếp tục mắng chửi đi. Không, đừng cắt tóc của tôi. Cứu mạng. Hạ tiểu thư, dừng tay đi. Cút, hất ra. A. Hạ Sanh ca, cô, cả đời này cô đừng hòng bước chân vào Cố gia. A. Thế thì tôi cần phải cảm ơn anh ta vì đã không cưới tôi rồi. Cô hãy đợi đấy, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận. Đi thôi, đi thôi. Một bên khác. Ừ, màu tối quá. Bộ này thì bình thường quá. Theo anh thì đính hôn nên mặc như thế nào? Cửu gia chỉ có mặt lấy lệ thôi mà, mặc gì chẳng được. Úi, mình nói gì sai à? Bộ này cũng không được. Boss chưa bao giờ khắt khe như vậy. Chọn lựa suốt 9 giờ rồi, trời ạ. Cửu gia sắp đến giờ rồi. Cửu gia, ngài mặc bộ nào cũng đẹp cho nên không đẹp. Soạt. Á, à, đổi một lô khác lại đây, thiết kế kiểu gì thế này? Boss bị làm sao vậy? Được, được rồi, đi thôi. Khách sạn Kim Bích Huy Hoàng, hội trường số 5. Sao lại thế này? Tại sao Sanh ca và Thần Diệp vẫn chưa xuống mời khách? Thế này thì mất hết thể diện của Hạ gia chúng ta. Đúng là đồ con hoang của hồ ly tinh mà thôi. Mẹ! Thế nào? Ai bắt nạt con? Lông mi của con đâu rồi? Mẹ nhất định phải bảo anh hai báo thù cho con. Hạ Sanh ca, cô ta dám đánh con. Con nói gì? Rốt cuộc thì là như thế nào? Anh hai đi nước C công tác. Anh ấy đã nói là hoãn lễ đính hôn lại. Nhưng cô ta lại không nghe, còn đánh con nữa. Tôi biết ngay mà, nó không ra gì mà. Tôi phải đánh chết đồ vô sỉ đó mới được. Các vị đang tìm tôi. Mỹ nữ này là ai vậy? Chẳng lẽ là đại minh tinh Hạ Nhược Linh? Không, cô ấy còn xinh đẹp hơn cả Hạ Nhược Linh. Wow. Nãi nãi. Cộp cộp. Đây là lễ đính hôn của tôi. Bà định đánh chết tôi như thế nào? Mày, mày. Mà là Hạ Sanh ca. Không ngờ ngay cả nãi nãi cũng không nhận ra tôi. Hạ Sanh ca, tại sao mày lại không thông báo cho mọi người biết chuyện hủy lễ đính hôn? Ai nói cho các người là hủy? Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
Hạ gia và Cố gia, làm thế nào mà lại chỉ có một mình cô dâu, không biết nữa. Cô dâu lên bục rồi, hoan nghênh các vị đã đến tham dự lễ đính hôn của Hạ Sanh Ca này. Rất xin lỗi vì phải để các vị chờ một chút. Hạ Sanh Ca, cô điên rồi. Cố gia đã hẹn với cô là hoãn lễ đính hôn lại. Cố phu nhân, lễ đính hôn của tôi thì có liên quan gì đến cố gia của bà? Hạ Sanh Ca, anh của tôi là miễn cưỡng lắm mới chịu đính hôn với cô đừng có không biết thân biết phận. Lúc còn trẻ thì ai cũng từng thích vài tên rác rưởi. Tôi tuyên bố, tôi đã chia tay với tên rác rưởi Cố Diệp Thần. Lễ đính hôn này không có liên quan gì với cố gia bọn họ. Sửng sốt. Mày đang nói linh tinh gì thế hả? Xì xào bàn tán. Đúng là làm phản rồi, Trương Mụ đánh đổ xích súc sinh đó. Vâng. À. Cút. À. Hạ Sanh Ca, cô muốn ép anh tôi trở về phải không? Nếu không, sẽ không có ai thèm lấy đồ con hoang như cô. Ui ra. Cửu gia đến. Đúng là cửu gia của lục gia. Wow, thật đẹp trai. Đẹp trai quá. Chuyện gì thế này? Anh có đến muộn không? Không, không muộn. Nếu không muộn thì em ra đây sớm như vậy để làm gì? Thế thì muốn đến sớm thì tại sao lại không nói sớm? Cũng đúng, mình nói là 12 giờ mà. Sau này sẽ không như thế nữa, hay là chúng ta lại chờ tiếp 5 phút? Trầm mặc. Chẳng lẽ anh ta tức giận? Cửu gia, ngài muốn đính hôn với Hạ Sanh Ca, chẳng lẽ ngài không biết cô ta là vợ chưa cưới của con trai tôi? Tiểu thúc, hai nhà chúng ta coi như là họ hàng xa, ngài đừng để bị cô ta lừa. Cô ta chỉ lợi dụng ngài để chút giận anh của tôi mà thôi. Các người dựa vào cái gì mà dám nói tôi không thích cửu gia? Tôi thừa nhận tôi từng thích tên rác rưởi Cố Diệp Thần. Nhưng như thế thì đã sao? Lỡ ăn phải cứt thì không thể chê cứt khó ăn, chuyển sang món ngon khác à? Hừ. Hạ Sanh Ca, cô nói gì? Cô nói ai là cứt? Đã đến giờ, bắt đầu lễ đính hôn đi. À, cái gì? MC, có thể bắt đầu rồi. Vâng. Làm thế nào bây giờ? Đây là chuẩn bị cho Cố tiên sinh. Nếu bây giờ mình mang ra, thì chắc chắn ngày mai sẽ không gặp được mặt trời. Làm thế nào bây giờ? Xin mời chú rể hôn môi cô dâu. Cái gì? Thế thì... Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Cửu gia, ngài có cần phải chuyên nghiệp như vậy không? Tiếng vỗ tay. Nhưng mà cửu gia thật ôn nhu, không đáng sợ như nghe đồn. Chúc mừng, a. Qua. Chết tiệt, đồ đê tiện Hạ Sanh Ca kia chỉ là con hoang tiểu tam, dựa vào cái gì mà cô ta lại được? Dung Dung. Dung Dung, bác thiếu gọi. Alo. Ừ.
Tốt lắm, tôi biết rồi. Mau đi đón Triệu Văn Bác và Tiền Hạo Nhiên vào đây. Tôi muốn cho đồ đê tiện kia chết không có chỗ chôn. Được. Dám cắm sừng Lục Cửu Thành, Hạ Sanh Ca, cô chết chắc rồi. Như thế là được rồi. Vẫn chưa được. Cửu gia, như thế này thì chuyên nghiệp quá rồi. Tiểu Thúc, đừng để bị đồ đê tiện này lừa gạt. Ngày hôm qua cô ta chơi bời lêu lổng ở khách sạn Đế Hào, làm loạn với mấy nam nhân. Phù, lúc nãy suýt chút nữa thì mình đã mê đắm anh ta. Bạn của tôi có chứng cứ, Tiểu Thúc hãy đi xem đi. Đúng thế, cộp cộp. Đồ đê tiện Hạ Sanh Ca kia, làm hại ông đây bị cảnh sát thẩm vấn suốt cả đêm. Hạ Sanh Ca, đúng là súc sinh đồ vô liêm sỉ. Nếu cửu gia không tin thì có thể xem chứng cứ. Phục vụ kết nối với màn hình lớn. Phục vụ kết nối với màn hình lớn. Đây là tôi tự tay quay lại. Wow, đó thật sự là Hạ Sanh Ca à? Vào phòng khác đi. Wow, thật lẳng lơ. Đồ súc sinh. Quả nhiên là mày cũng đê tiện như mẹ của mày. Đồ lẳng lơ không biết xấu hổ. Ha ha ha. Cô cười cái gì? Kể ra thì tôi còn phải cảm ơn hai vị. Nếu không phải hai vị chúc thuốc cho tôi thì tôi đâu thể tiếp cận được với cửu gia, lại còn có thể ngủ một đêm với cửu gia nữa. Sao cơ? Số 8, tối qua chẳng lẽ là... Tôi rất thích món quà ngày hôm qua. Để tỏ lòng cảm ơn thì tôi sẽ có một món quà cho Triệu gia và Tiền gia, không cần phải khách khí. Lục Cửu Thành chính là số 8 tối hôm qua. Ai vừa mới báo cảnh sát? Á, có cảnh sát tới. Xì xào bàn tán. Ôi, đồng chí cảnh sát, tại sao lại là anh? Là tôi báo cảnh sát. Người này chiếu video đồi trụy ở nơi công cộng. Người ở đây là nhân chứng. Lại là hắn bắt về. Gạch. À, tôi không. Đêm qua vẫn chưa thẩm vấn xong. Lát nữa tiếp tục. À. Tại sao lại như vậy? Dung Dung, chúng ta đi thôi. Ai nói là các vị có thể đi? Cửu gia, ý của ngài là gì? Lễ đính hôn vẫn chưa kết thúc mà đã bỏ đi. Tôi có thể hiểu là các vị không nể mặt tôi phải không? Rõ, rõ rồi, thế thì chúng tôi không đi nữa. Lại gần. Nói nhỏ, cảm ơn cửu gia, nếu như ngài bận thì có thể mặc kệ nơi này. Hạ Sanh Ca, chỉ như thế là đã đủ thỏa mãn cô rồi à? Hả? Chỉ như thế là sao? Anh ta còn muốn thế nào nữa?